Vâng, Khang Minh JBL xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay là mùng 1 tháng 11. Khang Minh lên clip giới thiệu hàng về tới toàn thể các bác và toàn thể quý anh em. Đầu tiên là chiếc cục đẩy Crown 1200. Vẫn thuộc top hàng Crown đời đầu mà Khang Minh JBL thường xuyên kiếm tìm trên thị trường những con đẹp xuất sắc nhập về shop để cung cấp cho các bác và quý anh em. Các bác cùng xem con 1200 này. Zin nguyên bản, chạy toàn bộ là 6 công điện. Tụ vương miện Philips. Riêng con này vỉ pre xung quanh nó tráng một lớp kim loại màu vàng cực đẹp các bác nha. Logo vương miện này. Quạt, nguồn biến thế của quạt như mới luôn, cực kỳ đẹp. Con Crown 1200 này Khang Minh báo giá luôn 19.500.000 trên shop của Khang Minh. Nó chạy nguồn điện 220V các bác nha. Không chơi thì thôi, nhưng đã chơi là phải chơi hàng chất các bác ạ. Khang Minh nói thêm về Crown đời đầu. Riêng Crown đời đầu, đặc biệt là những con đẹp xuất sắc thì trên thị trường luôn luôn rất hiếm. Nó không như đời chung và đời chót. Các bác mua những con Crown đời chót, thậm chí có những con nó đẹp như là mới bốc xốp luôn, cũng rất là dễ, không khó đâu. Còn đời đầu thì các bác kiếm được những con nó đẹp xuất sắc tầm 90 hoặc trên 90% thì cực kỳ hiếm. Bởi vì đời đầu nó sản xuất rất là lâu rồi, mà hàng đã do nước ngoài người ta sử dụng, người ta thải về Việt Nam trở thành hàng bãi. Qua thời gian sử dụng lâu năm, nó còn được đẹp thì có thể nói là bao nhiêu con mới nhặt, mới kiếm, mới chọn, mới tuyển được một vài con. Nó không như đời chót. Đời chót thì thậm chí bao mấy chục con đẹp như nhau luôn. Tiền nào của đấy các bác nha. Đã chơi là phải chơi hàng chất, hàng xịn các bác ạ. Không chơi thì thôi, chơi là phải chơi hàng zin, hàng xịn, đúng đời, chất lượng. Các bác sử dụng những cái dòng đời đầu của Crown này rồi, các bác đã sử dụng các bác biết này, cực kỳ chất luôn. Quay qua lại một lần nữa để các bác và quý anh em ở xa, nếu như không đến được với shop Khang Minh JBL thì hoàn toàn yên tâm khi mua sắm trên shop của Khang Minh. Đều là những mặt hàng tuyển chọn rất kỹ lưỡng, từ cung đẩy cho tới những dòng loa JBL chuyên nghiệp, đều là những hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc về để cung cấp cho các bác và quý anh em. Tiếp theo là model Amcron 2401. Các bác thấy Crown là hơi màu vàng vàng do ánh sáng đấy các bác nha. Bóng điện của shop Khang Minh JBL nó màu vàng láng, do vậy nó dọi xuống Crown các bác thấy nó hơi vàng vàng, nhưng thực tế không phải, đều là mặt nhôm, phay nhôm của Crown quen thuộc, cực đẹp luôn. Các bác xem nội thất con 2401 này, vẫn là đời đầu nha các bác nha, hàng tuyển chọn của Khang Minh. Khang Minh về được hai con 1200 và 2401 chiều tối hôm qua, và sáng nay Khang Minh mở một lắp máy và quay luôn video này. Nguyên bản hàng bãi trở về, không có lau chùi hay là chưa có lau dọn gì luôn. Chạy toàn bộ 24 sò vương miện. Con này thì chạy sò 8187 và 8188. Hai tụ Philips vương miện to bằng cổ tay luôn, vỉ bờ đề này các bác này. Vỉ bờ đề như mới luôn. Đây, bên này là 8188. Xuống đây là 8187. Con 1200 này thì nó chạy vương miện 4751. Mã số sò 4751 thì nó thường thường đi với lại 6492. Đây các bác, 6492. Cái sò vương miện của Mỹ này còn nó có các mã sò như 6492, 4751 và 8187, 8188 và một hai mã nữa. Một trong những dòng sò sắt
đắt giá nhất thế giới, đó là vương miện. Rất nhiều các hãng âm thanh của thế giới nó sử dụng con sò này của Mỹ. Nó cho chất âm cực kỳ trung thực, chi tiết và độ bền bỉ rất cao. Khang Minh đang giới thiệu con 2401 này. Con này chạy nguồn điện 220 đến 230V các bác nha. Zin nguyên bản, bao zin luôn các bác. Đời đầu, cực kỳ đẹp, tuyển chọn, xuất sắc. Giá của con này trên shop của Khang Minh là 21 triệu, con 2401 này. Tất cả các model đẩy của hiện đang có trên shop Khang Minh từ 1.200 cho tới 2.401 hôm nay, và 3.600, chỉ duy nhất có một con 3.600 là đời chót thôi, còn lại toàn bộ là đời đầu cho tới 5.000 và 5.002 các bác nhỉ. Bên kia nữa các bác thấy không, 4 con toàn bộ đời đầu hết, hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc luôn. Đây ạ, tiếp theo giới thiệu với các bác con đời chót này đi, 3.600 crown này các bác này. Đó, các bác thấy em đời chót nó vẻ đẹp, nó sạch sẽ mà nó mới hơn đời đầu hẳn luôn. Đó, đời đầu các bác thấy cái vẻ nó đã lâu năm rồi, từ cái màu dây nó cũng khác một chút so với đời chót nó sáng sủa hơn. Có thể nói con này đẹp ngoài 90%. Con này nó chạy hai loại sò, một vế sò on và một vế sò vương miện, sò on Mexico đấy ạ. Vỉ bờ đề nó cũng khác này các bác này. Quạt trắng phao luôn, cũng chạy nguồn điện 220V con này nhá các bác nhá. Giá trên shop của Khang Minh là 28 triệu. Và đây là con 3600 đời đầu tiếp theo. Con này cũng chạy sò vương miện 8187 và 8188, toàn bộ 24 sò vương miện, mỗi bên 4 con tụ vương miện Philip các bác này. Vỉ bờ đề các bác này, vỉ bờ đề của đời đầu đây nó giống nhau. Vỉ bờ đề của 2401 1200, đó các bác thấy không, và hai con 3600, nhưng mà sang đến đời chót cái vỉ bờ đề nó khác. Đó, đời đầu đẹp xuất sắc, nguyên bản, rất hiếm trên thị trường các bác nha. Các bác và quý anh em quan tâm đến những model đẩy từ nhỏ cho tới những dòng công suất to như 5.000 hay 5.002, hoặc những loa JBL, Pro, loa chuyên nghiệp từ full đơn đến full đôi, các bác có thể xem lại những video trong những ngày qua của Khang Minh nhé. Đều là những dòng rất đẳng cấp và hàng đạt độ đẹp rất cao mà Khang Minh JBL đã đưa lên, quay ngoại thất cũng như test chất âm. Năm nghìn này các bác này, 5.002, đời đầu hết, chỉ có duy nhất con 3600 ở giữa kia là đời chót rồi các bác nhá. Toàn bộ đều là hàng tuyển chọn đời, đặc biệt rất là hiếm trên thị trường, đặc biệt là những con đẹp. Còn những con rung rút, những con xấu thì Khang Minh thực sự là không thể nhập được những con đó. Đã chơi là phải chơi hàng chất các bác ạ. Một khi đã bỏ tiền ra mua nó phải xứng đáng đồng tiền để các bác chơi. Các bác nhiều người hoặc là nhiều anh em có thể so bì về giá, nhưng mà tiền nào của đấy các bác, mọi sự so bì nó đều khập khiễng. Hàng mà giá rẻ mà lại đẹp mà lại chất thì chắc là không có đâu các bác ạ. Nếu mà có những chỗ đó như vậy thì Khang Minh cũng muốn biết được những đơn vị đó để tìm đến. Và đây là Am Crone 5.000 nữa, một con nữa. Và các model loa
từ 4733X, 4733A hoặc là 4731, 725. Rất nhiều các model full đôi, cao cấp và cực kỳ đẹp. Các bác quan tâm xin vui lòng xem lại những video vừa qua của Khang Minh nha. Bây giờ Khang Minh GPL xin dừng video tại đây. Và đây là số điện thoại và địa chỉ của Khang Minh. Các bác nào mà anh em nào chưa đăng ký kênh của Khang Minh, quý anh em cùng các bác hãy đăng ký kênh của Khang Minh GPL để thường xuyên cập nhật được những sản phẩm, những video mà Khang Minh up lên trên kênh nha. Khang Minh GPL xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác và toàn thể quý anh em ở những video lần sau.